Xin kính chào quý phụ huynh, cô chào tất cả các con. Cô tên là Đoàn Thị Thùy Trang, hiện cô đang công tác tại trường tiểu học số 2 thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền. Hôm nay cô lại tiếp tục đồng hành cùng các con một tiếng tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều qua bài 119, Bình Oan, Oát. Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, cô dành thời gian để các con kiểm tra lại sách vở và đồ dùng học tập của mình. Bây giờ, cô mời các con mở sách trang 46 và 47 để chúng ta cùng học bài. Cô giới thiệu với các con. Đây là vần oan và đây là vần oát. Đây chính là hai vần mới mà cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Cô có vần mới đầu tiên. Các con lắng nghe cô phát âm. Oan, oan. Phát âm lại cùng cô. Oan, oan. Vần oan được tạo bởi những âm nào? À, vần oan được tạo bởi ba âm. Âm O đứng trước, âm A đứng giữa và âm N đứng sau. Cô mời cả con đánh vần và đọc trơn vần oan. Đánh vần và đọc trơn cùng cô. O A N oan. Oan, O A N oan, oan. Để làm quen với từ mới đầu tiên, cô mời các con cùng quan sát một hình ảnh. Đây là gì nào? À, đây là một cái máy khoan. Máy khoan là một thiết bị có thể dùng nhiều đầu mũi khoan khác nhau, dùng để khoan, đục lỗ hoặc là bắt tháo vít. Và từ mới hôm nay chúng ta học là máy khoan. Trong từ máy khoan, tiếng nào có vần oan? À, trong từ máy khoan, tiếng khoan có vần oan. Cô mời các con phân tích tiếng khoan. Tiếng khoan có âm khờ đứng trước, vần oan đứng sau. Đánh vần và đọc trơn tiếng khoan. Đánh vần và đọc trơn cùng cô. Khờ oan khoan, khoan. Khờ oan khoan, khoan. Cả con đọc lại cùng cô nào. O A N oan. Khờ oan khoan. Máy khoan. Cô giới thiệu với các con, đây là vần mới thứ hai. Lắng nghe cô phát âm. Oát, oát. Phát âm lại cùng cô. Oát, oát. Vần oát được tạo bởi những âm nào? À, vần oát được tạo bởi ba âm. Âm O đứng trước, âm A đứng giữa và âm T đứng sau. Cô mời các con đánh vần và đọc trên vần oát. Đánh vần và đọc trên cùng cô. O A T oát, oát. O A T oát, oát. Bây giờ cô mời cả con cùng quan sát một bức tranh. Các con thấy gì nào? À, quan sát tranh, chúng ta thấy có một chú chim vừa trốn thoát khỏi chiếc lồng. Và cô có từ mới tương ứng với tranh, trốn, thoát. Trong từ trốn thoát, tiếng nào có vần oát? À, trong từ trốn thoát, tiếng thoát có vần oát. Cô mời cả con phân tích tiếng thoát. Tiếng thoát có âm thờ đứng trước, vần oát đứng sau và thanh sắc trên A. Cô mời cả con đánh vần và đọc trên tiếng thoát. Đánh vần và đọc trên cùng cô. Thờ oát thoát sắc thoát, thoát.
Thơ oát thoát sắc thoát. Thoát. Đọc lại cùng cô nào. O a tờ oát. Thơ oát thoát sắc thoát. Trốn. Thoát. Như vậy là các con vừa được làm quen với hai vần mới và hai từ mới. Cô mời các con cùng đọc lại. Oan. Máy khoan. Oát. Trốn. Thoát. Hoạt động tiếp theo của chúng ta là gì? À, đó là chúng ta sẽ làm việc với bảng cài đấy. Các con hãy tìm và cài các vần mới, các tiếng mới mà chúng ta vừa được học. Kiểm tra cùng cô. Cùng cô đọc lại bảng cài. Oan. Khoan. Oát. Thoát. Cô trò chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, phần luyện tập. 2. Tiếng nào có vần oan? Tiếng nào có vần oát? Trên màn hình cô có 6 hình ảnh. Tương ứng với 6 hình ảnh là 6 từ ngữ. Cô mời các con đọc nhẩm. Đọc to cùng cô. Phim hoạt hình. Đĩa oản. Hoa xoan. Soát vé. Đoạt giải. Đoàn quân nhạc. Các con chú ý cho cô. Đĩa oản. Oản là một loại bánh được làm bằng bột nếp, thường được dâng lên cúng tổ tiên vào các ngày lễ Tết, giỗ. Bánh oản ở Huế quê mình gọi là bánh in. Hoa xoan còn được gọi là hoa sầu đông. Vào mùa đông, cây xoan trơ rụi lá, nhưng khi Tết đến xuân về, hoa xoan lại nở rực những sắc tím xen lẫn với màu trắng dịu dàng. Còn soát vé là kiểm tra vé trước khi vào một nơi nào đó. Bây giờ, nhiệm vụ của các con là dùng bút chì gạch chân một gạch dưới tiếng có vần oan và gạch chân hai gạch dưới tiếng có vần oát. Cô mời các con thực hiện nào. Các con làm xong chưa? Kiểm tra cùng cô. Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ nói to tiếng có vần oan. Oan. Xoan. Đoàn. Như vậy có 3 tiếng có vần oan. Đọc to cùng cô. Oan. Xoan. Đoàn. Chúng ta tiếp tục nói to tiếng có vần oát. Hoạt. Soát. Đoạt. Cùng cô đọc lại các tiếng có vần oát. Hoạt. Soát. Đoạt. Các con vừa tìm được các tiếng có vần oan và các tiếng có vần oát. Ở nhà, các con tìm thêm các tiếng ngoài bài có vần oan, vần oát và nói cho người thân bên cạnh của mình nghe nhé. Trước khi sang hoạt động tiếp theo, cô mời các con cùng lắng nghe một bài hát. Bài hát vừa rồi nói đến điều gì vậy các con? À, bài hát vừa rồi nói đến một đàn chuột đang tìm cách để đeo chuông lên cổ mèo. Vậy, kế của đàn chuột có thành công không? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập đọc của ngày hôm nay. Bài tập đọc có tên Đeo chuông cổ mèo. Các con lắng nghe cô đọc. Đeo chuông cổ mèo. Một bầy chuột bàn cách thoát khỏi vuốt mèo. Bàn mãi chẳng nghĩ được kế gì. Chợt chuột nhắt nói, chỉ cần đeo chuông lên cổ mèo, mèo đi thì chuông kêu, ta sẽ kịp thoát. Bầy chuột gật gù, nhưng không con nào dám nhận việc này. Có con chuột già khôn ngoan bảo, chuột nhắt à,
nếu cậu đeo được chuông lên cổ mèo thì kế của cậu rất hay, theo Lev Tolstoy. Các con vừa nghe cô đọc bài Đeo chuông cổ mèo. Khi đọc bài này, các con cần chú ý một số từ ngữ sau. Từ thứ nhất là đeo chuông. Từ thứ hai là thoát. Từ thứ ba là vuốt mèo. Từ thứ tư là vật gù. Và từ thứ năm là khôn ngoan. Cùng cô đọc lại các từ ngữ một lần nữa. Đeo chuông, thoát, vuốt mèo, gật gù, khôn ngoan. Cô trò chúng ta sang phần luyện đọc câu. Để biết bài tập đọc gồm có mấy câu, cô mời cả con cùng quan sát lên màn hình. Đây là câu số 1, câu số 2, câu số 3, câu số 4, câu số 5, câu số 6, câu số 7, câu số 8, câu số 9 và câu số 10. Như vậy, bài tập đọc này gồm có 10 câu. Các con lưu ý, khi đọc câu 1, các con nhớ đọc luôn cả tên cả đề bài. Và khi đọc câu cuối cùng thì các con nhớ đọc luôn tên của tác giả. Nào, cùng cô luyện đọc câu 1. Đeo chuông cổ mèo, một bầy chuột bàn cách thoát khỏi vuốt mèo. Câu 2. Bàn mãi, chẳng nghĩ được kế gì. Câu 3. Chợt chuột nhắc nói. Chúng ta tiếp tục đọc câu 4. Chỉ cần đeo chuông lên cổ mèo. Câu 5 nào. Mèo đi thì chuông kêu, ta sẽ kịp thoát. Câu 6. Bầy chuột gật gù. Câu 7. Nhưng không con nào dám nhận việc này. Câu 8. Có con chuột già khôn ngoan bảo. Câu 9. Chuột nhắc a. Và câu 10. Nếu cậu đeo được chuông lên cổ mèo thì kế của cậu rất hay, theo Lev Tolstoy. Các con vừa được luyện đọc câu, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con luyện đọc phân vai. Các con cho cô biết bài tập đọc đeo chuông cổ mèo gồm có mấy vai? Bài tập đọc đeo chuông cổ mèo gồm có 3 vai. Vai của người dẫn truyền, vai của chuột nhắc và vai của chuột già. Cô mời cả con cùng quan sát lên màn hình. Vai của người dẫn truyền, cô đã đánh dấu bằng những dòng chữ màu vàng. Vai của chuột nhắc là những dòng chữ màu xanh và vai của chuột già là những dòng chữ màu đỏ. Cả con đã nắm rõ vai của các nhân vật chưa nào? Ở nhà, cả con luyện đọc phân vai cùng với người thân của mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe 3 bạn nhỏ luyện đọc theo vai. Xin chào các bạn, mình là Bảo Ngân, mình trong vai người dẫn truyền. Mình là Nhật Huy, mình trong vai chuột nhắc. Còn mình là Ngọc Anh, mình trong vai chuột già. Đeo chuông cổ mèo, một bầy chuột bằng đất hoặc khỏi buộc mèo. Bằng mãi, chẳng nghĩ được cái gì. Chợt chuột nhắc nói, chỉ cần đeo chuông lên cổ mèo, mèo đi thì chuông kêu, ta sẽ kịp thoát. Bầy chuột gật gù nhưng không con nào dám nhận việc này. Có con chuột già khôn ngoan bảo, chuột nhắc nếu cậu đeo chuông lên cổ mèo thì kế của cậu rất hay. Các con vừa được nghe các bạn luyện đọc phân vai. Bây giờ cô mời các con đọc lại toàn bài.
Các con cùng đọc to bài tập đọc Đeo chuông cổ mèo với bạn Hoàng Lâm nhé. Đeo chuông cổ mèo, một bầy chuột bàn cắt hoạt khỏi vuốt mèo. Bàn mãi chẳng chỉ được cái gì, chợt chuột nhất ấy. Chỉ cần đeo chuông lên cổ mèo, mèo đi thì chuông kêu, ta sẽ kịp hoạt. Bài chuột gật gù, nhưng không có con nào dám nhận việc này. Có con tuổi già khôn ngoan bảo, chuột nhất à, yêu cầu đeo được chuông lên cổ mèo thì kế của cầu rất hay. Đeo lên chuông sẽ vui. Các con vừa được luyện đọc bài. Để giúp cho các con khắc sâu hơn nội dung của bài tập đọc, cô có một bài tập. Các con giúp cô trả lời câu hỏi sau. Vì sao kế của chuột nhất không thực hiện được? Cô có hai ý. Ý A, vì chuột đến gần sẽ bị mèo vồ. Ý B, vì chuột đến gần mèo sẽ chạy. Nhiệm vụ của các con là nhớ lại nội dung của bài tập đọc Đeo chuông cổ mèo. Chọn ý A hoặc là ý B để trả lời cho câu hỏi vì sao kế của chuột nhắt không thực hiện được. Cô dành thời gian suy nghĩ cho các con. Các con đã có câu trả lời của mình chưa? Cùng cô kiểm tra kết quả. Chúng ta có chọn ý B vì chuột đến gần mèo sẽ chạy không? À, chúng ta sẽ không chọn ý B bởi vì mèo không sợ chuột. Chỉ có chuột mới sợ mèo, nên đáp án đúng ở đây là đáp án A, vì chuột đến gần sẽ bị mèo vồ. Các con vừa được làm quen với hai vần mới, hai từ mới, được làm bài tập và được luyện đọc bài. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện viết. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con viết chữ ghi vần oan, chữ ghi từ máy khoan, chữ ghi vần oát và chữ ghi từ trốn thoát. Đầu tiên, cô giới thiệu về các con. Đây là chữ ghi vần oan. Chữ ghi vần oan gồm có 3 con chữ. Con chữ O đứng trước, con chữ A đứng giữa và con chữ N đứng sau. Khi viết, các con chú ý nét nối giữa con chữ O với con chữ A, nét nối giữa con chữ A với con chữ N. Để viết chữ ghi từ máy khoan, các con viết máy trước, khoan sau, khoảng cách giữa máy và khoan bằng một thân con chữ O. Đây là chữ ghi vần oát. Chữ ghi vần oát gồm có 3 con chữ. Con chữ O đứng trước, con chữ A đứng giữa và con chữ T đứng sau. Khi viết, các con chú ý nét nối giữa con chữ O với con chữ A, nét nối giữa con chữ A với con chữ T. Cuối cùng, để viết chữ ký tứ trốn thoát, các con viết trốn trước, thoát sau, khoảng cách giữa trốn và thoát bằng một thân con chữ O. Bây giờ chúng ta sẽ luyện viết vào bảng con. Cô mời các con lấy bảng và phấn ra nào. Đầu tiên, các con viết cho cô oan, máy khoan. Thank you.
Các con tiếp tục viết oát, trốn, thoát. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các con viết chữ ghi tứ máy khoan và chữ ghi tứ trốn thoát cỡ chữ nhỏ. Để viết chữ ghi tứ máy khoan và chữ ghi tứ trốn thoát cỡ chữ nhỏ thì cách viết tương tự như cỡ chữ vừa mà cô đã hướng dẫn. Và các con lưu ý, trong chữ ghi tứ máy khoan, con chữ M, con chữ A, con chữ O, con chữ A, con chữ N có độ cao 1 ly. Con chữ Y, con chữ K, con chữ H có độ cao 2 ly rưỡi. Còn trong chữ ghi tứ trốn thoát thì con chữ O, con chữ N, con chữ O, con chữ A có độ cao 1 ly. Con chữ T có độ cao 1 ly rưỡi. Con chữ R có độ cao hơn 1 ô ly một chút. Và con chữ H có độ cao 2,5. Cô mời các con tiếp tục viết vào bảng con. Bây giờ, cô mời các con mở vở luyện viết trang 9. Các con tô và viết một dòng oan, một dòng máy khoan, một dòng oát, một dòng trốn thoát và một dòng máy khoan, trốn thoát, cỡ chữ nhỏ. Phần viết vào vở luyện viết, các con để dành lại. Sau khi tiết học kết thúc, chúng ta sẽ viết nắng nót cẩn thận vào vở của mình nhé. Như vậy là cô trò chúng ta vừa lần lượt đi tìm hiểu hết các nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ở nhà, các con nhớ đọc bài thật nhiều lần cho ông bà, bố mẹ và người thân bên cạnh của mình nghe nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau.